Em nghĩ trước giờ anh luôn là người coi trọng công việc. Mà Duyên đã đứng ra nhận rồi thì phải làm mọi cách để hoàn thành công việc. Em xin lỗi, chuyện này em không giúp anh được đâu. Em chào chị. Bảo à, anh Hiệp đâu? Anh Hiệp không có nhà ạ. Giờ này anh phải đi làm về rồi chứ nhở? Vâng, anh ấy về rồi. Bắt em nấu cơm sao không ăn lại đi đâu rồi ấy. Ừ, mà em có biết anh đi đâu không? Em chịu. Mà chị ơi, anh Hiệp mới có người yêu à? Chị không biết. Em thấy dạo này tối nào cũng buôn chuyện điện thoại với một chị tên là Duyên. Em hỏi thì cứ nói dối quanh co, bảo là đồng nghiệp của anh. Chắc hôm nay lại đưa nhau đi ăn rồi. Ừ, thế thôi, chị về đây. Vâng, em ở chị ạ. Em đây. Giang à, lúc nãy em gọi anh có gì không? Cũng không có gì quan trọng đâu. Em muốn nhờ em một chút việc. Anh biết là hơi khó, nhưng em có thể rời cuộc họp ngày mai sang một hôm khác có được không? Có lý do gì đặc biệt à? Duyên đang bị ốm. Anh sợ là cô ấy không thể hoàn thành bản báo cáo đúng hẹn được. Cuộc họp ngày mai rất quan trọng. Mà chúng ta đã báo hết đầy đủ các thành phần họp rồi, không thể thay đổi được đâu. Hay là anh nhờ em báo chậm lại cuộc họp. Anh đang ở nhà Duyên đúng không? Ừ. Em nghĩ trước giờ anh luôn là người coi trọng công việc. Mà Duyên đã đứng ra nhận rồi thì phải làm mọi cách để hoàn thành công việc. Em xin lỗi, chuyện này em không giúp anh được đâu. Mà cả anh nữa, anh nên giữ nguyên tắc chung khi làm việc. Thế nhá. Chị ơi, anh Hiệp mới có người yêu à? Chị không biết. Em thấy dạo này tối nào cũng buôn chuyện điện thoại với một chị tên là Duyên. Duyên đang bị ốm. Anh sợ là cô ấy không thể hoàn thành bản báo cáo đúng hẹn được. Anh đang ở nhà Duyên đúng không? Ừ.